Wow. Wow. Thế thì xem là mấy anh chị ở dưới này cầm cầm sách ngược đấy, cái thanh này cầm sách ngược này em, cầm sách ngược mà cũng đọc được á. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ không có làm về liên quân nữa và mình sẽ chuyển sang một cái video về reaction vì bài hát mới của Hồ Hoàng đã ra và mình rất là tò mò xem là cái bài hát này như thế nào và mình cũng chưa bao giờ xem cái video này nữa và đang rất là tò mò xem là nó sẽ như thế nào đây anh em ạ. Trước khi vào cái phần reaction của mình thì mình muốn nói với mọi người đó là mình chỉ reaction và mong muốn là mọi người sẽ xem cho vui giải trí thôi nha. Và let's go. Cô nào. Ôi đây là cái phần cuối của cái video trước mình xem này. Thấy chị này nhìn chuốt nha. Hôm trước đứa nào động người yêu tao. À đây cái câu nói này. Đéo bắt tông luôn. Trời ơi, mấy chị này kiểu không quan tâm đấy. Ok, ok. À, mấy chị này đang nhảy à. Con danh hôm trước tỏ tình với thằng nam là ai? Món ăn lại đây gặp tao. Cái này cho mày biết. Quen nhỉ? Bài này bài gì ta? Nghe danh ghê gớm lắm nhưng ai ngờ dăm ba bọn hèn. Gâu gâu ở đâu đấy? À ra là mày. Tao không quan tâm bọn mày xuất thân từ đâu hay là gì của nam, nhưng sang đây gây sự thì may phải nhận lấy bài học nhớ đời luôn. Mày có một bằng 2. Wow. Thế xem là mấy anh chị ở dưới này cầm sách ngược đấy, cái thanh này cầm sách ngược này em, cầm sách ngược mà cũng đọc được á. Thật đấy, chắc là mấy cái bài này là học thuộc rồi, kiểu nhớ hết rồi. Cầm sách thì chỉ để làm màu thôi, kiểu IQ vô cực ấy và kiến thức ở trong đầu hết rồi. Cầm sách là chỉ có để là chơi 4, thôi. 5 bậc 2 của 4, cộng thêm với 12, bình vừa xong cộng lại, nhân 2 chia cho 4. Xin cộng xin bằng 2 xin cốt, cốt cộng cốt bằng 2 cốt xin. Chắc tao nói mày sẽ không tin, kết quả cuối cùng ra 31, nếu mày có đi học. Hả? Cái gì 2 cộng 2 bằng 4 rồi, mọi người cộng thử cho nó có ra 31. Cấp 1 sẽ biết 31 lớn hơn 3 nên là tránh xa lớp tao ra, không còn tao cho mày nhá. Đúng là lũ chó tại gần nhà, xuống sân tao cho mày ra bã. Mày làm sao mày ăn nè? Mày tính cái gì? À, câu này hay nè. Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sao? Mày làm sao? Mày thích gì? Mày ăn bố trước đi. Tất câu này là ăn. Hả? Mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Giỏi vào đây. Chiến trước đi. Chiến luôn đi. Chị này cứ chửi nhau ấy, còn mấy bạn kia đá cầu thì cứ đá. Đấy chứ, chơi với nhau thì cứ chơi ấy. Chơi bèo. À, cho bắn đá này, bắn chu này. Hồi trước mình chơi hơi bị giỏi à, hơi bị đỉnh luôn. Bắn từ đầu lớp đến cuối lớp cũng trúng. Với anh em có chơi cái trò này không? Mình cực kỳ là thích chơi trò này. Mấy chị này bắn không trượt phát nào luôn. Chơi bèo gặp cô rồi. Bao nhiêu năm à, công tác mấy chị này giỏi lớp nào nghịch như vậy thì đại học đến nơi không lo đi ôn thi, đến lớp làm cái gì, học hành thì ấm ta người cô hay cho tôi với bố mẹ cô. À phải cái câu này mình thấy là mọi người thấy quen không, vì hồi cấp 3 ấy của mình thì mình học cũng rất là nhiều và thầy cô cũng rất là nói lớp mình giống như là tôi chưa thấy lớp nào mà nghịch như cái lớp này. Đây là học vào bản thân các cô cậu chứ không phải là bản thân tôi mà học cho bố mẹ của cô cậu. Đấy, mọi người thấy quen không? Có rất là nhiều câu giống như ở trong đây. Thôi các cô gọi phụ huynh đi lên đây. Xin cô bọn em học phụ huynh. Trước thì mình cũng bị một lần bị thầy bảo là mời phụ huynh lên đây. Phụ huynh lên gặp thầy. Mọi người có thể comment xuống phần lý do, mọi người có thể đoán xem là lý do tại sao mình bị thầy gọi phụ huynh. Và mình sẽ bật mí vào video tiếp theo nha. Học.
thi kinh tế hay ngoại thương, hà bọn mày. Mẹ tao còn bắt học y, mày điên à mày. Ngu sinh như chó, đi học y để hại người à. Tao muốn làm ca sĩ, thôi lạy mày. Thanh xuân chưa chơi được gì, bao nhiêu kỳ thi 15 phút một tiết học đẹp ghê luôn á. Thì vãi lều thi, ngồi học như ngồi tù. Thôi học như đi tù, sách vở là kẻ thù, thầy cô như sát thủ. Thời gian như cao su, học văn thì du ngủ, học toán thì phát điên. Học thể mấy môn tự nhiên liền miên đến phát sốt. Học sự để chỉ nhớ tốt, còn học dốt thì phải giao du. Ngồi buồn như lá mùa thu, bạn bè thì như tôm sú. Ngồi cạnh cái thằng xấu mù, bạn học thì lại càng ngu. Nhưng mà như thầy cô thì mình phải ra tù. Mọi người cảm thấy nha, đứt hơi khi mà nghe kiểu bạn Hậu Hoàng rap câu đấy xong. Mình chỉ nghe xong mình cảm thấy là mệt vãi chừng luôn. Ôi, em biết là không đi ăn đi chơi, không chôn hài tiệt văn. Mang bê bim ra đây ăn ăn đi. Lấy sức mà học hài còn mày em. Ra đây dạy tao hình đại hoa. Tao mà chưa biết tay bọn tao. Mà để mồ hôi rơi trên sách, còn hơn nước mắt trên đề thi. Câu cuối chút nè. Thế dạng rồi nhanh vậy. Thế cái trò này cũng tỏ tình á. Cậu ăn cơm chưa? Ôi cậu ăn cơm chưa? Mọi người đừng có bao giờ mà tỏ tình nhau bằng câu ăn cậu ăn cơm chưa nha. À, cái tỷ lệ mà à, trừ khi mọi người đẹp trai chứ cái tỷ nhanh lệ hả? Mà thế mà cũng đã 10 năm rồi đấy. Không đấy. Mà ba con kia lại hẹn ra chung spa chị mụ tận gốc của mình mà không thấy đâu. Ủa, cái này sờ sờ mặt thôi à? Nó là người có gia đình rồi, có phải ai cũng rảnh rỗi như tao với mày đi chị mụ mới làm đẹp đâu. Ờ hay, có gia đình thì mới càng phải xinh chứ. Rồi, có gia đình. Người ta gọi là ghét cội đào trời trâu ở đấy đúng không? Rỗi vừa mới chê anh kia là xấu mù xong, bây giờ thành chồng luôn rồi. Mình chỉ ghét tiền thôi em ạ. Ghét tiền, chúng mày là ghét chị nào phía trong của đấy không? À, chị lúc nãy kìa. Chị đầu gấu đấy kìa. Rồi, quảng cáo anh em ạ. Quảng cáo spa chị mụ rồi. Anh gặp em này. Mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đây. Cái này là có sẽ khóa xuống này. Bố không sợ à? Mày đem gì? Thế mày đem gì? Bố mẹ đấy chỉ muốn tấn công đấy. Mày là chỉ muốn mẹ đây. Mày vào trước em. Bố mày làm xong rồi. Thế đi mày về mẹ đi. Bố mày về luôn hả? Bố mày lớn. Chứ này mày rất là thích cô này. Mày làm sao? Mày thích gì? Mày ăn bố mày trước đi. Thôi mình đã xem reaction xong cái video của Hậu Hoàng rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Và cuối video này thì mình sẽ xin chúc mọi người là những bạn mà đang thi, sắp thi và sẽ thi, giống như bạn 2K4 này sắp thi cấp 3 đúng không? 2K1 thì sắp thi đại học. Thì sẽ chúc những ai mà xem video của mình sẽ có một cái kỳ thi thật là tốt và có kết quả thật là tốt nha anh em. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào một cái reaction tiếp theo. À, và mọi người hãy nhớ subscribe kênh của mình và ấn vào cái chuông dưới này, đăng ký này. Ở dưới đây thôi mọi người ơi, ở dưới này một cái nút màu đỏ ấy, đăng ký ấy, subscribe ấy anh em ạ. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người hãy ấn like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.